30 tập chương trình, Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh được Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh được Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri tiết lộ sự thật cực chuẩn xác, vận mệnh cuộc đời tuổi Nhâm Dần sinh 1962, trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024, được trời Phật độ mệnh, biết được thiên cơ, giải hung hóa cát mà gặp thời đổi vận, tiền bạc ùn ùn đổ về chật két, cuộc đời từ nay hết khổ, đổi vận giàu sang, an nhàn hưởng phúc lớn, sung sướng cho đến cuối đời. Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong chương trình Tử Vi 12 con giáp ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi đến quý khán giả lời chúc sức khỏe, bình an và thành công thật nhiều trong cuộc sống. Kính chúc quý khán giả sẽ chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích, biết trước thiên cơ để tránh xa vận hạn, gia đạo bình an, đường đời hưng vượng. Quý khán giả thân mến, nhiều người hỏi tôi rằng, không hiểu sao họ sống đã quá nửa đời người mà vẫn không hết khổ, tại sao làm việc chăm chỉ quanh năm ngày tháng mà vẫn nợ nần, túng quẫn, không ngóc đầu lên được, nhưng lại có những người đẻ ra đã vượt qua vạch đích, chẳng cần làm gì cũng thừa hưởng cả gia tài, cơ nghiệp bạc tỷ, tiêu mấy đời mấy kiếp cũng không hết, đó là do số mệnh an bài của mỗi người, và chỉ những người nhìn thấy trước vận mệnh thì mới có thể thay đổi hiện thực khắc nghiệt đó. Người xưa có câu, ở hiền thì gặp lành, hiền lương sinh phú quý, quả thật không sai. Trên thực tế, mỗi người sinh ra đã được an bài số mệnh riêng, tuy nhiên bên cạnh đó, tính cách của mỗi người cũng quyết định phần nào cho số phận của họ. Có người tuy không được sinh ra trong gia đình đầy đủ, sung túc, nhưng nhờ sở hữu tính cách tuyệt vời mà trong cuộc sống gặp được nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ khi gặp những điều khó khăn. Không chỉ như vậy mà họ luôn kiên trì nỗ lực mỗi ngày để đạt được thành công. Có câu nói, thời vận không thông, mưu cầu vô ích, dẫu có muốn cũng chẳng được. Ngược lại thời vận may mắn đến, nếu có điều gì thuận lợi cho mình, thì quý mệnh chủ hãy mạnh dạn mà nắm bắt, nhân duyên cát lành sẽ đưa bạn đi đúng hướng, cứ thế phất lên như diều gặp gió, giàu sang phú quý bám thân không có gì cản nổi. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Nhâm Dần sinh 1962 thân mến, theo luận giải mới nhất của các bậc thầy tử vi, thì bước sang 2024 được dự báo là một năm đầy biến động đối với tuổi Nhâm Dần 1962. Đây là năm thử lửa khốc liệt mà ông trời giao cho tuổi Nhâm Dần, nghèo khổ, nợ nần, túng quẫn, lao đao hay giàu sang nở u xê vách, tiền vàng đầy nhà, thuận buồm xuôi gió, khi đó chính là do bản mệnh Nhâm Dần quyết định. Khi biết trước được tương lai, không phải là điều con người ta mong cầu nhiều nhất, mà đó chính là biết để tránh xa vận hạn, nắm lấy thời cơ, thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà có cát tinh chiếu rọi, thần tài đến thăm để lội ngược dòng số mệnh của mình. Đặc biệt là trong tháng 3 và 4 âm lịch năm 2024, thầy Tử Vi có tiết lộ một cơ hội đổi vận cho tuổi Nhâm Dần. Chỉ cần biết được điều này là mệnh chủ có thể lội ngược dòng ngoạn mục, vươn lên làm đại gia, tiền bạc đủ đầy, làm một hưởng mười, mua nhà, tậu xe, có tiền tỷ trong tay, khiến thiên hạ phát hờn. Vậy thiên cơ được tiết lộ, đó là gì? Đâu sẽ là điểm sáng đáng hy vọng của tuổi Nhâm Dần trong tháng 3 và 4 âm lịch năm 2024? Vậy thì xin mời mệnh chủ hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Bước sang năm 2024, được xem là một năm mang lại đầy thách thức và nhiều cơ hội cho người cầm tinh con hổ. Vận mệnh tuổi Dần năm nay sẽ có nhiều thăng trầm do ngũ hành tương sinh, tương khắc. Nếu biết nắm bắt thì người tuổi Nhâm Dần sẽ tránh xa được vận hạn. Bước vào một năm thịnh vượng và vui vẻ, trong năm nay, vận mệnh của tuổi Nhâm Dần sẽ đạt đến đỉnh cao, mọi điều may mắn sẽ ập đến như lũ tràn về. Trước tiên, ta hãy cùng điểm nhanh qua tính cách của người tuổi Nhâm Dần sinh 1962, có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây. Trong 12 con giáp, tuổi Dần là biểu tượng cho con hổ,
sinh vật ở vị trí thứ 3 trong chuỗi này. Loài vật này được coi như là vị chú tể của rừng xanh, hoặc được gọi một cách dân giả là ông cọp. Hổ tượng trưng cho sức mạnh, lòng dũng cảm và trí tuệ. Người tuổi Dần yêu thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang và thành công rực rỡ cho mình. Đặc biệt họ là người mạnh mẽ, quyền uy, thường không dễ bị áp bức hay bị vu khống. Nhìn chung, những người mệnh tuổi Nhâm Dần 1962 cầm tinh con hổ, nên họ thường đam mê quyền lực giống như hổ, là chúa tể rừng xanh vậy. Luôn có tham vọng rất lớn. Đối với họ, một khi đã xác định được mục tiêu của mình, thì họ sẽ quyết tâm và không ngừng nỗ lực để chắc chắn rằng họ sẽ là người cực kỳ thành công trong xã hội này. Nhâm Dần thường yêu thích sự tĩnh lặng, họ yêu quý cuộc sống gia đình, đầm ấm và yên vui. Họ là hình tượng mẫu mực của gia đình, cho dù đi bất cứ đâu hay làm bất kỳ việc gì, thì trong tâm trí họ luôn hướng về tổ ấm thân thương, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để bảo vệ những người mình yêu thương và làm cho họ được hạnh phúc. Nhâm Dần thường sống ngay thẳng, chân thật, không mấy khi nói chuyện lòng vòng, sâu xa mà không giấu giếm suy nghĩ thật của mình. Họ là người cương trực, không chịu luồng cúi, tâm hồn trong sáng, không chút phần đục. Tuy nhiên, đôi khi họ lại tỏ ra mình là người ham tiền bạc hay chỉ trích người khác, chăm bàn tán chuyện thị phi, lại thiếu nhẫn nại hay dựa dẫm vào người khác, không giỏi xã giao, lại thêm bản tính quá cương trực, ghét nói chuyện đầy đưa, nên ra ngoài xã hội rất dễ gặp chuyện mâu thuẫn với mọi người, bị mọi người ghét bỏ, xa lánh. Đời sống tình cảm khá ổn định, nhưng vẫn không tránh khỏi những lúc yếu đuối, bị cảm xúc chi phối quá nhiều. Sự nghiệp của người tuổi này khá phát triển bởi họ làm việc cực kỳ nghiêm túc và chuyên tâm. Chỉ cần định rõ mục tiêu là sẽ dồn hết tâm sức để thực hiện. Tuy nhiên, nếu gặp phải khó khăn thì họ dễ bị xuống tinh thần và mất đi sự tự tin. Người tuổi Nhâm Dần là người vui tính, tốt bụng và dễ hòa đồng. Họ hào phóng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, sẵn sàng động viên, an ủi. Họ luôn là nguồn động viên, khuyến khích người khác phát triển. Thái độ chân thành của người tuổi Nhâm Dần sẽ giúp họ giành được sự giúp đỡ từ khắp nơi. Họ chưa yêu cầu hay nhờ cậy thì đã có người tự nguyện đến trợ giúp. Còn khi họ có khả năng giúp đỡ ai, họ quyết không khoanh tay đứng nhìn. Nhờ phẩm chất này mà họ được mọi người tôn kính, tin tưởng, họ sẽ không ngừng tạo ra hết kỳ tích này. Đến kỳ tích khác, phía sau vẻ oai hùng, người tuổi Nhâm Dần còn ẩn chứa một sức mạnh kiên định. Chỉ cần có cơ hội thì họ sẽ ngồi vào ngôi báu của bậc quân vương. Nhâm Dần 1962 là kiểu người minh bạch, hiểu rõ những việc gì mình cần làm, tinh thần nghiêm túc trong công việc, làm ra làm, chơi ra chơi. Họ sẽ luôn cố gắng hoàn thành công việc tại cơ quan và không mang việc về nhà để làm, vì khi về đến nhà, họ chỉ muốn dành toàn bộ thời gian đó cho những người thân yêu của mình. Nhâm Dần luôn dịu dàng, biết cảm thông và chia sẻ đối với một nửa của đời mình. Tuy nhiên, đôi lúc họ thường trầm lặng và không biết phải nói gì, khiến cho người kia không cảm nhận được tình cảm và chân tình của mình. Bất kỳ mệnh tuổi nào cũng không thể thật sự hoàn hảo. Nếu có điểm tốt thì sẽ có điểm yếu. Song hành chủ yếu là ít hay nhiều mà thôi. Đối với mệnh tuổi Nhâm Dần cũng vậy. Ngoài những đặc điểm trên, họ còn có điểm yếu chính là sự cố chấp, không bao giờ chịu nghe lời hay sự góp ý kiến của bất kỳ ai. Xét về thực tế, tuy nói tính cách khá bốc đồng, nhưng họ cũng muốn có một người bên cạnh để chỉ ra những điều sai, điều đúng và đưa ra cho họ những lời khuyên chân thành nhất. Người tuổi Nhâm Dần được thần tài nâng đỡ, cả vận chính tài và thiên tài đều rất tốt, dù là làm kinh doanh hay làm công sở thì đều được lộc trời ban. Tuy nhiên, bản mệnh hành xử nên cẩn trọng, chớ thấy thắng lợi nhiều mà bất cần, chuyện gì đã quyết thì hãy dũng cảm tiến tới. Theo tử vi, vận mệnh của Nhâm Dần được phát triển rực rỡ về mặt sự nghiệp, tài lộc cũng được sung túc hơn. Để có được sự nghiệp vững vàng thì việc cực khổ trong công việc là điều không thể tránh khỏi. Chính vì vậy, bạn cần phải luôn ghi nhớ, phải thật bình tâm, không nên lỗ mãn hành sự để giảm bớt được sự thất thoát không đáng có. Nhâm Dần rất nhạy cảm, giàu cảm xúc, quyết đoán nhưng lại hung hăng, bướng bỉnh và hay nghi ngờ người khác. Người này có tố chất lãnh đạo, không thích phục tùng người khác, cũng không thích bó buộc. Họ thích đón nhận những thách thức mới, dù khó khăn cũng không lùi bước. Nếu có thể sống theo ước mơ, theo đuổi những gì mình lựa chọn, thì đó chính là hạnh phúc lớn nhất của con giáp này. Người tuổi Hổ rất được lòng mọi người, họ thông minh, nhân hậu, có cá tính mạnh, cũng rất độc lập, có ý chí và lòng gan dạ hơn người. Vẻ ngoài tự tin khiến nhiều người kiêng nể, đây cũng là khí chất của một người lãnh đạo. Nhâm Dần mạnh mẽ, dễ dàng thích nghi với những áp lực khắc nghiệt của công việc. Họ sẽ không cho phép bản thân được tự do nghỉ ngơi, hưởng thụ khi chưa có địa vị, có quyền lực trong tay. Nam mệnh tuổi Nhâm Dần là người có trí tuệ, càng lớn tuổi kiến thức càng sâu rộng, thích hợp với vai trò làm thầy, làm cha. Nam mệnh có nhiều tự tin nơi tài trí của mình, ít khi bằng lòng với hiện tại, thường bỏ đây, bắt đó, đứng núi này, trông núi nọ, nên cuộc đời có nhiều biến động,
từ sự nghiệp cho đến gia đình, với dáng vóc rất thanh tú, nói chuyện vui vẻ, được lòng người, đã góp phần lớn vào sự thành công trong thời tiền vận, nhưng bản chất thích hưởng thụ nhiều hơn là làm việc, nên sự nghiệp chóng tàn, phải bôn ba, trôi nổi nhiều nơi. Trung niên mới tạm ổn định, nếu biết tu tâm dưỡng tính, lấy lòng chân thật mà đối xử, thì sự nghiệp càng hưng thịnh, nếu không thì tuổi già cũng còn lận đận, phải nhờ con cháu mà an nhàn. Nữ mệnh tuổi Nhâm Dần có vẻ bề ngoài mạnh mẽ, cứng cáp, nhưng sâu trong nội tâm họ lại là những người sống giàu tình cảm, họ thật thà, chân thành với mọi người, không bao giờ lừa dối, lợi dụng ai. Giữa đám đông, họ năng động, nhiệt tình, nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh, dường như những người này luôn lạc quan, yêu đời. Không bao giờ cảm thấy áp lực, mệt mỏi trong cuộc sống, nữ mệnh tuổi Nhâm Dần có cuộc đời thời tiền vận gặp rất nhiều khó khăn, đến thời kỳ trung vận thì sẽ có nhiều thay đổi về chuyện tình duyên và hạnh phúc cả đời, thời kỳ hậu vận mới tạo được cơ hội thuận tiện cho cuộc sống, lẫn sự nghiệp. Vào tiền vận, nữ tuổi Nhâm Dần phải trải qua nhiều khổ cực và phiền muộn, sang đến trung vận và hậu vận mới gặp nhiều may mắn và được hưởng an nhàn. Công danh ít được thuận buồm xuôi gió, khi thì lên cao, khi xuống thấp, nhưng bù lại, gia đình được êm ấm, yên vui, hạnh phúc. Nhâm Dần sinh có một cuộc đời gặp khá nhiều sự may mắn, khi tuổi còn nhỏ, số bản mệnh tuổi Nhâm Dần đã có phúc đức, cho nên cuộc sống cũng sẽ có nhiều cơ hội thuận tiện, để có thể hoàn thành sự nghiệp dễ dàng hơn. Ở trung vận thì đã có thể thấy được kết quả của sự nghiệp, về hậu vận thì sẽ được thảnh thơi an nhàn và sung sướng, có kết luận chắc chắn rằng tuổi Nhâm Dần sẽ gặp được rất nhiều may mắn trong cuộc đời, không mấy khi gặp cực khổ hay sự rủi ro, mà trái ngược lại được hưởng nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết cho từng phương diện trong tháng 3 và 4 âm lịch năm 2024 của tuổi Nhâm Dần sinh 1962, cụ thể như sau. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024, Nhâm Dần đứng trước nhiều bước ngoặt và thử thách, bản mệnh vẫn có cơ hội để phát triển nhất định và đón những thay đổi tích cực. Nhờ có sao dịch mã chiếu mệnh, song mọi thứ tưởng như tốt đẹp đều có thể biến thành áp lực nếu bản thân không đủ quyết tâm và nghiêm túc theo đuổi mục tiêu của mình. Thời gian này, dù đang làm ở vị trí hay lĩnh vực nào, thì bạn cũng sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn, được trao nhiều cơ hội và nhiều nguồn lực hơn để thể hiện bản thân. Đó là may mắn, nhưng cũng là thách thức không nhỏ, tham vọng của bạn nên được thể hiện đúng mức, đúng chỗ thì sẽ hỗ trợ rất tốt cho sự nghiệp của bạn. Hơn nữa, bản mệnh hãy cứ nhớ làm việc chăm chỉ hơn. Tất nhiên, việc duy trì mối quan hệ hài hòa và ổn định giữa các cá nhân, hạn chế tranh chấp hay xung đột với đối tác, đồng nghiệp cũng là điều cần thiết để không nảy sinh rắc rối. Nếu được cấp trên giao đảm nhận nhiệm vụ hay công việc mới, thì bản mệnh nên nêu cao tâm lý siêng năng, năng động, cầu tiến, mày mò, khiêm tốn, học hỏi từ đồng nghiệp xung quanh để thích ứng với nội dung công việc mới càng sớm càng tốt. Trong tháng 3 và 4 âm lịch năm 2024 này, mệnh chủ cũng có thể cân nhắc chuyển đổi lĩnh vực hoặc chuyển đổi công việc. Tuy nhiên, vẫn nên có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đừng quá nóng nảy, bốc đồng, mà phải suy nghĩ thực tế để phát triển tốt sự nghiệp của mình. Đối với các doanh nhân, sự cạnh tranh trong kinh doanh năm nay sẽ vô cùng khốc liệt. Bạn cần theo dõi những thay đổi của thị trường và xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý để đối phó với sự cạnh tranh đó của thị trường. Đồng thời, các tranh chấp nhân sự sẽ thường xuyên hơn, cần được xử lý, giải quyết thận trọng, cố gắng tránh gia tăng mâu thuẫn để duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp. Xét về phương diện tài lộc. Nhâm Dần trong tháng 3 và 4 âm lịch năm 2024 được dự đoán là giai đoạn tài vận khó khăn, không có nhiều khoản thu, mà nguy cơ hao tài cũng rất lớn. Tài lộc trong 3 tháng tới này có thể nói là lên xuống thất thường, tính chất biến động rất mạnh, cho nên về mặt quản lý tài chính, bạn càng phải thận trọng, kẻo phá tài. Đối với việc đầu tư và kinh doanh, cũng phải có tính toán cẩn thận hơn. Để tránh việc vung tiền vô ích, người làm công ăn lương cũng chỉ đủ đảm bảo mức lương ổn định hàng tháng. Không nên quá sa đọa lười biếng, chỉ biết nghỉ chơi hưởng thụ mà không chịu cố gắng làm ăn, cày cuốc để trang trải cuộc sống. Nếu không hợp với kinh doanh, bạn hoàn toàn có thể tìm những công việc bán thời gian phù hợp, đừng quá cao ngạo mà coi thường những khoản thu nhỏ. Bởi tích tiểu thành đại, nhiều món nhỏ gộp lại sẽ thành món lớn. Khoảng thời gian mùa thu trong năm được dự báo là giai đoạn có nhiều biến động tài chính thường xuyên nhất. Bạn nên cần phải luôn đề cao cảnh giác và thận trọng trong các quyết định tài chính. Hãy cẩn thận, không bỏ tất cả trứng vào một giỏ, mà bạn nên đa dạng hóa các khoản đầu tư của mình để giảm thiểu rủi ro. Nếu sáng suốt và tỉnh táo, cộng thêm sự khôn ngoan và quyết đoán, thì bạn hoàn toàn có thể xoay chuyển tình thế, tìm kiếm cho mình cơ hội và chìa khóa để kiếm tiền. Đầu tư đúng ngạch và kịp thời sẽ mang lại cho bạn lợi nhuận khổng lồ. Đồng thời,
Sự kết hợp với người khác và làm việc theo nhóm cũng sẽ trở thành khởi nguồn cho sự giàu có của bạn trong giai đoạn đầu năm này. Làm việc cùng nhau không chỉ mang lại lợi ích kinh tế lớn mà còn giúp bạn học hỏi được nhiều điều đấy nhé. Xét về phương diện sức khỏe. Nhâm Dần trong tháng 3 và 4 âm lịch năm 2024, xem tử vi cho thấy sức khỏe của Nhâm Dần khá tệ. Bạn có thể gặp chấn thương nghiêm trọng do tai nạn hoặc đụng phải vật sắc nhọn. Vì vậy bạn cần đặc biệt lưu ý khi vận động hoặc lái xe tham gia giao thông. Cuộc sống hàng ngày cần được chăm sóc, đặc biệt để tránh ngã quỵ, vì ngay cả những vết thương nhỏ cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Những người có thói quen tập thể dục, thể thao nên tránh tập luyện quá sức để giảm nguy cơ chấn thương. Công việc có nhiều áp lực cũng ảnh hưởng tới sức khỏe, tinh thần, bản mệnh nên cố gắng giải tỏa tâm lý, suy nghĩ tích cực, đừng ôm đồm quá nhiều việc vào người mà đổ bệnh. Dù bận rộn đến đâu cũng nên chú ý đến cơ thể, đảm bảo thời gian làm việc và nghỉ ngơi đều đặn, hạn chế tối đa việc thức khuya để không ảnh hưởng đến sức khỏe. Bản mệnh cũng nên điều chỉnh chế độ ăn uống sao cho lành mạnh nhất, tránh ăn đồ dầu mỡ và đông lạnh, bởi trong năm 2024 này bạn dễ gặp bệnh lý liên quan đến mỡ máu và tiêu hóa. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo. Nhâm Dần trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024, phương diện tình duyên và gia đạo chịu ảnh hưởng không nhỏ. Chính từ trạng thái cảm xúc bất ổn của mình, Nhâm Dần sẽ bị hung tinh thiên khốc ảnh hưởng, nên tình cảm dao động lớn, bản mệnh trở nên nhạy cảm và thường cảm thấy thiếu an toàn trong các mối quan hệ, từ đó nảy sinh cảm giác đa nghi hay ghen tuông, giận hờn. Mối quan hệ giữa các cặp đôi không được ổn định, thường xuyên xảy ra hiểu lầm do hành động hoặc lời nói vô ý, hai người lại không sẵn lòng trao đổi và giải quyết kịp thời. Điều này sẽ chỉ khiến mâu thuẫn ngày càng sâu sắc hơn và cuối cùng cả hai có thể tính đến việc chia tay. Chính sự nghi ngờ lẫn nhau thường dẫn đến xung đột. Hai bên nên tôn trọng ý kiến của nhau, sẵn sàng bao dung, thấu hiểu để cùng nhau duy trì sự hòa thuận trong gia đình. Đó mới là cách để gìn giữ hôn nhân bền vững. Ngoài ra, bạn cũng nên lưu ý rằng những bất mãn về công việc nên được để bên ngoài cánh cửa gia đình. Chớ nên mang những cảm xúc tiêu cực về nhà rồi trút lên người thân, họ không đáng và không có nghĩa vụ phải chịu những điều đó từ bạn. Tiếp theo sẽ là phần luận giải hung cát từng tháng âm lịch của tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024 cho tuổi Nhâm Dần sinh 1962 cụ thể như sau. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch tuổi Nhâm Dần sinh 1962. Nhờ được nguyệt lệnh lâm đất trường sinh hỗ trợ nên vận trình trong tháng của Nhâm Dần đón điềm báo hanh thông trên phương diện tình cảm. Trong tháng hỷ khí dồi dào, khả năng cao trong gia đình có hỷ sự, người độc thân có nhiều cơ hội làm quen, tiếp xúc với đối tượng phù hợp, tình cảm thăng hoa, tài lộc bình ổn, có dấu hiệu tăng dần về cuối tháng, kinh doanh buôn bán vào cầu, chủ động đẩy mạnh đầu tư, ắt có khoản dư dôi, tích lũy được. Theo tử vi tháng 3 âm lịch, về công việc có xuất hiện quý nhân giúp đỡ, nhưng đó là sự giúp đỡ không chính thức, có thể là từ xa hoặc ngầm trợ giúp, dù sao, có được sự giúp đỡ ấy công việc của bản mệnh càng thêm thuận lợi. Tuy nhiên, dịch mã động tinh xuất hiện, báo hiệu bản mệnh phải tất bật chạy đôn, chạy đáo để xử lý công việc. Bạn càng xông xáo bao nhiêu thì thành công đến với bạn càng lớn bấy nhiêu. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch tuổi Nhâm Dần sinh 1962. Trong tháng 4 âm lịch này, Nhâm Dần đang có khá nhiều biến động trong tài vận theo hướng tiêu cực. Tiền của trong túi đang không cánh mà bay, đừng theo đuổi những gì không phải là của mình để tránh lãng phí thời gian công sức, đặc biệt việc liên quan các giấy tờ, văn kiện quan trọng, nhất là những bạn làm thư ký, văn thư hay trợ lý, kế toán, không được chủ quan nên làm đến đâu đúng đến đấy. Tử vi cho thấy, thời gian này đòi hỏi sự tập trung cao độ, bạn phải tỉnh táo và giữ tinh thần vui vẻ khi làm việc, chú ý đến mọi tiểu tiết, dù là nhỏ nhất để tránh sai lầm không đáng có. Tài vận trong tháng có nhiều thăng trầm, đã tới lúc bạn phải xác định rõ nguồn thu chủ yếu của mình đến từ công việc chính. Không nên tùy tiện mang tiền bạc cho bạn bè vay mượn hay đầu tư khi mà bản thân chưa thực sự hiểu. Nếu không làm được như vậy, tiền chỉ có không cánh mà bay. Sau đây sẽ là bình giải về sao hạn và cách hóa giải vận hạn cho tuổi Nhâm Dần sinh 1962. Đối với nữ mệnh tuổi Nhâm Dần năm 2024, trong năm gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Thủy Diệu thuộc về thủy tinh trong năm, sao Thủy Diệu tốt cho tài lộc, đồng thời mang đến hỷ sự, trong nhà có nhiều chuyện vui. Có điều, người có sao Thủy Diệu chiếu mệnh cần cẩn thận thị phi, tranh chấp, đồng thời cần tránh sông nước, hạn chế đi du lịch vùng biển, sông suối, dễ gặp bất trắc. Nếu đau ốm, nguy nhất vào tháng 11 âm lịch hết sức thận trọng, theo niên hạn, hạn toán tận, nếu ốm đau gặp hạn toán tận,
chủ về hao tài tốn của, ốm đau, bệnh tật đưa ra ngoài thì cẩn thận tai nạn xe cộ, nguy hiểm tới tính mạng, thay vì tranh chấp tiền của mà tổn hao sức khỏe. Tiểu kết trong năm, với các tinh chiếu mệnh, dự báo tài lộc trong năm khá lý tưởng, các khoản tích góp ngày càng nhiều thêm, tuy nhiên, bạn được nhắc nhở, chú ý giữ an toàn cho bản thân. Trong cuộc sống đề phòng có hạn sông nước, nên thăm khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện mầm bệnh ủ trong người. Bên cạnh đó, vận hạn toán tận nhắc nhở, nữ nhâm dần nên thận trọng trước các vấn đề liên quan đến tiền bạc, tài sản. Khi xuất hành đi xa, cần chú ý bảo quản đồ đạc cá nhân, hạn chế cho người khác vay mượn tiền bạc. Nhìn chung, cuộc sống của nữ mệnh nhâm dần trong năm sẽ được hưởng bình an, thảnh thơi nếu bản mệnh hướng về đời sống tinh thần, chăm lo cho sức khỏe, không màng danh lợi, tránh xa thị phi. Là bậc cao niên trong nhà thì bản mệnh hãy gìn giữ những phẩm hạnh đạo đức, không chỉ để tu dưỡng tâm hồn mà còn làm gương cho con cháu noi theo. Cách tăng cát khí sao Thủy Diệu theo phong thủy năm 2024, đồ phong thủy, Thủy Diệu là sao tốt nhưng bất lợi cho nữ ngũ hành là Thủy. Khi gặp sao này, vào ngày 21 phụ nữ dùng mộc tiết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy ngọc, lục bảo, thạch anh linh, khổng tước, dùng màu sắc phong thủy, bản mệnh nên mặc đồ màu trắng thuộc hành kim hoặc màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành thủy để vượng cát khí, dùng đá phong thủy, những loại đá quý như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire thạch anh trắng, mã não trắng, phỉ thúy, ngọc lục bảo cũng rất thích hợp dùng trong năm, có sao Thủy Diệu chiếu, bạn nên mang theo mình hoặc chế làm vật phẩm phong thủy trưng bày trong nhà. Chú ý lời ăn tiếng nói, nên tránh bàn tán chuyện không phải của mình, ngoài ra, phải luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, biết mình, biết ta để không vướng phải rắc rối không đáng có. Cách giải hạn toán tận năm 2024. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, bản mệnh cần thực hiện những việc sau đây. Mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người, chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu, tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường, không may bị cảm mạo. Trong làm ăn, kinh doanh tránh hùn hạp, góp vốn với ai, ngược lại, nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở, làm mất hết tiền đầu tư ban đầu, vấn đề đi lại để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy, nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức, nhân phẩm, thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Đối với nam mệnh tuổi Nhâm Dần năm 2024, gặp sao Mộc Đức chiếu mệnh, đây là phúc tinh chủ về những điều may mắn, tốt đẹp trong cuộc sống. Sao Mộc Đức sẽ mang tới cho bản mệnh nhiều niềm vui, hoan hỷ, hạnh phúc trọn vẹn, tốt nhất là vào tháng 10 và tháng Chạp âm lịch. Tuy nhiên, cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. Theo niên hạn, hạn Huỳnh Tuyền, gặp hạn này nam mệnh dễ bị bệnh nặng, tiêu tốn nhiều tiền bạc để chữa trị, dễ bị đau đầu, chóng mặt, khí huyết lưu thông kém, nên hạn chế đi sông nước kẻo gặp họa, mưu cầu danh lợi đều khó thành, dễ xảy ra thất bại. Tiểu kết, trong năm có các tinh chiếu mệnh, nên vận xui bị chiết giảm phần nào, sẽ mang tới không ít may mắn cho bản mệnh, có điều sức khỏe giảm sút, khí huyết lưu thông kém, dễ có nguy cơ bị đau đầu, chóng mặt, thậm chí là đột quỵ, hết sức lưu ý, ở độ tuổi này, bản mệnh khó tránh khỏi những dấu hiệu lão hóa của cơ thể, tinh thần dễ trở nên nhạy cảm, nóng giận thất thường. Để vượt qua khủng hoảng của tuổi già, bản mệnh hãy nên trò chuyện nhiều hơn, kết giao bạn bè, tham gia các bộ môn thể thao phù hợp, cuộc sống sẽ được bình an, hạnh phúc. Nếu biết trân trọng những gì mình đang có, những điều càng bình dị, mộc mạc thì càng đáng quý, tìm ra niềm vui tuổi già là tự tạo năng lượng tích cực, sẽ giúp bản mệnh sống vui, sống khỏe mỗi ngày. Cách tăng cát khí của sao Mộc Đức theo phong thủy năm 2024, sao Mộc Đức thuộc hành mộc nên dùng màu xanh lá thuộc hành mộc để tăng cường cát khí của sao tốt, chủ về tình duyên, hôn nhân, hạnh phúc. Bản mệnh có thể đeo trang sức đá phong thủy màu xanh lá như ngọc phỉ thúy hoặc cũng có thể dùng màu đen thuộc hành thủy, mục đích là để thủy sinh mộc. Càng thêm tốt, cũng có thể đeo đá quý màu xanh dương hoặc màu đen như thạch anh đen, thạch anh tóc tiên đen, lam bảo, ngọc lam. Cách giải hạn Huỳnh Tiền năm 2024. Về sức khỏe, bản mệnh nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân, đồng thời cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu bia, thuốc lá kẻo gây họa bất ngờ, công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà,
nhất là những việc liên quan đến sông nước, tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy. Không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng, tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ để đề phòng tay bay vạ gió trong năm. Bản mệnh không nên đứng ra bảo lãnh hay bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết. Không may tay bay vạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Tiếp theo, trong chuyên mục Phong thủy may mắn năm 2024, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý khán giả về màu sắc may mắn, giúp nhâm dần gặp hung hóa cát, vận khí vượng suốt cả năm. Màu xanh lá vượng sự nghiệp. Màu xanh lá giúp người tuổi Dần duy trì được phong thái làm việc chuyên nghiệp, luôn thể hiện bản thân thật tốt trước mặt cấp trên, bảo vệ được thành quả lao động của mình. Ngoài ra, bạn cũng sẽ trở nên siêng năng, năng động, cầu tiến, khiêm tốn, học hỏi từ đồng nghiệp xung quanh hơn nếu thường xuyên sử dụng màu sắc này. Màu trắng vượng tài lộc. Màu trắng đem tới tác động thư giãn, giúp bạn kiềm chế được những cảm xúc nóng nảy, bất đồng, hạn chế được xích mích với mọi người xung quanh, gây ảnh hưởng đến danh tiếng bản thân và chất lượng công việc. Màu đỏ vượng tình duyên. Màu đỏ giúp đường tình duyên của bản mệnh trở nên hanh thông, thuận lợi hơn, bạn tin tưởng vào tình yêu của mình, tin tưởng vào người ấy hơn, từ đó hai người có thể nắm tay vượt qua mọi sóng gió. Màu kỵ năm 2024 đối với tuổi Nhâm Dần là màu bạc, xám. Màu này tác động không tốt đến tâm lý khiến bạn trở nên lười biếng, thiếu chí khí, chỉ nghĩ đến ăn chơi, hưởng thụ mà không chịu cố gắng làm ăn, trang trải cuộc sống. Thường xuyên sử dụng hai màu này cũng sẽ khiến tình cảm thường xuyên dao động, bạn trở nên nhạy cảm, đa nghi hay ghen tuông, giận hờn và thường cảm thấy thiếu an toàn trong các mối quan hệ. Thông điệp may mắn mà Tử Vi muốn dành riêng cho tuổi Nhâm Dần sinh 1962 ở tuổi 63. Người biết buông bỏ là người chiến thắng trong cuộc đời này, chỉ khi một người có lòng bao dung hết thảy và biết buông bỏ những gì không đáng có, thì mới có thể dung nạp vạn vật và thành tựu. Sự nghiệp không cần phải trở thành vĩ nhân, nhưng nắm giữ bí quyết này thì quý mệnh chủ sẽ luôn được hạnh phúc trọn vẹn. Chương trình đến đây xin phép được khép lại. Chúc quý mệnh chủ tuổi Nhâm Dần sinh 1962 nắm được vận mệnh phú quý. Chúc quý khán giả sống cuộc đời viên mãn, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc. Bên cạnh đó, quý khán giả đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình và cập nhật những video bổ ích trong thời gian sớm nhất quý khán giả nhé. Minh Đường Tử Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.